Morning, my student. How are you getting on? All right. Let's start our lesson today. Our lesson today is about past tenses. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục về cái chuỗi các cái thì trong cái loạt bài mà hôm trước cô Mai đã giới thiệu các em. Thì hôm trước cô Mai đã giới thiệu với các em một số các cái thì ở hiện tại đơn. Thì hôm nay cô tiếp tục với lại ba thì trong quá khứ. Đó là thì quá khứ đơn, the simple past tense. Thì thứ hai, the past continuous tense, thì quá khứ tiếp diễn. Và thì thứ ba, đó là quá khứ hoàn thành, the past perfect tense. Nào, mời các bạn đi vào bài cùng cô. Các con sẵn sàng vở sách bút ghi chép đầy đủ cho cô nhé. Vì cái thì nó luôn luôn quan trọng. Thì năm học vừa rồi chúng ta có liên quan tới hai thì. Đó là thì hiện tại đơn là một này, thì quá khứ tiếp diễn kết nối với này thì quá khứ đơn, và một thì nữa đó là thì quá khứ hoàn thành. Như vậy liên quan tới các thì của chúng ta nó là có hai câu trong cái bài ngày hôm nay và một câu trong cái bài của cô Mai. Đó là cái đề thi các anh chị vừa mới trải qua vào ngày 8 tháng 7 vừa rồi. Thì bây giờ cô yêu cầu các con phải ghi chép đầy đủ bởi vì nó luôn rất quan trọng. Chỉ cần đơn giản đấy thì thôi, chúng ta học suốt từ lớp 6 đến giờ và đi làm bài kiểm tra chúng ta nắm vững thì các con sẽ được điểm rất là lợi thế. Bắt đầu vào bài cho cô nhé. Thì thứ nhất, the past simple past tense. The simple past tense thì có khứ đơn. Các bạn nhìn vào tình huống cho cô có ba ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất, I lived in the north when I was child. Câu văn của cô như sau: tôi đã sống ở miền Bắc khi tôi còn là một đứa trẻ. Như vậy bây giờ tôi đã lớn lên rồi, tôi không còn sống ở miền Bắc nữa. Thì tôi, cái ngày tôi sống đó nó qua đi rồi. Cô chia động từ của cô lived là ở quá khứ đơn, thêm đi vào đây. Và tôi đã còn bé cũng qua rồi, cô để động từ was. Hiện tại thì ta để là MDR. Thế quá khứ của cô sẽ lúc này chuyển sang chữ was. Cô có ví dụ thứ hai. Đó là she didn't go to school yesterday. Hôm qua cô ấy không đi học. Vậy ngày hôm qua cũng là ngày qua rồi, thời điểm mà quá khứ. Lúc này câu văn của cô chia động từ didn't go, tức là thể phủ định của thì quá khứ đơn nhé các bạn. Ví dụ thứ ba của cô nào. Thì đây là cái câu hội thoại. Bạn A nói điều gì? What did you do last summer? Mùa hè trước bạn đã làm cái gì vậy? Rồi bạn B đáp lời làm sao? I visited my grandmother in the countryside. Tôi đã thăm bà của tôi ở vùng miền quê. Vậy qua cái ba ví dụ này, các em thấy mùa hè trước, ngày hôm qua khi tôi còn bé, tức là chúng ta đều đề cập tới sự kiện thời điểm trong quá khứ hết. Và chính thời điểm đã qua đi rồi thì cái động từ lúc này các em phải chia quá khứ đơn cho cô. Cụ thể ở ví dụ A ở đây, câu khẳng định thì có quy tắc các em để cho cô thêm ED hoặc là động từ to be MBR. Này là bất quy tắc thì các em phải chuyển sang nó, ta gọi nó là cột 2, was hoặc were ta gọi là cột 2 nhé các bạn. Với động từ bất quy tắc cột 2. Thế còn câu phủ định này, thay vì ở hiện tại đơn thì các em để là do not, does not rồi đến nguyên mẫu, thì cái do not, does not lúc này các em phải chuyển xuống cho cô lùi một thì, đó là did not, viết tắt là didn't, và động từ hành động ta để nguyên mẫu luôn. Còn đối với thể nghi vấn của quá khứ đơn thì lúc này bình thường hiện tại đơn các em sẽ sử dụng cho cô trợ từ do và does đứng trước chủ ngữ rồi đến động từ nguyên mẫu, thì trái lại thì quá khứ đơn các em cũng phải lùi trợ từ xuống một thì cho cô. Từ do does các em chuyển cho cô thành did, rồi tới chủ ngữ you ở đây và động từ cũng để nguyên mẫu. Và câu trả lời thì nó là khẳng định, nó lại quay về với này, cái câu ví dụ A như vậy. Qua ba ví dụ trên, bây giờ cô có thể rút ra kết luận cho các em của cái thì quá khứ đơn như sau. Rồi, các em nhìn kết luận của cô này. The simple past tense is used to express the actions happening and finishing in the past, not relating to present anymore. Nghĩa là sao? Thì quá khứ đơn được sử dụng để diễn đạt các cái hành động nó đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ,
không còn liên quan gì tới hiện tại nữa nhé các em. Cô nói lại này, sống ở miền Bắc khi còn bé là ngày xưa qua rồi, rồi ngày hôm qua không đi học cũng xong đâu đấy rồi. Và mùa hè trước bạn đã làm cái gì vậy? Tôi đi thăm bà. Thì tất cả các hoạt động trên nó đã qua rồi, không còn liên quan gì tới hiện tại nữa. Ta sử dụng động từ ở quá khứ đơn. Đó là cái cách đầu tiên của thì quá khứ đơn. Rồi các em chuyển sang cho cô một thêm một ví dụ nữa. Nào các bạn nhìn với ví dụ cô như sau. I heard someone knocking at the door. I answered it. I saw my old friend. We was very happy to chat about our memories. Câu văn của cô như sau. Tôi nghe thấy ai đó gõ cửa. Tôi ra mở cửa, answer date. Các em dịch là mở cửa nhé. Tôi thấy bạn cũ của mình. Chúng tôi rất vui vẻ tán gẫu về những cái kỷ niệm của mình. Như vậy ở đây liền một lúc chúng ta có tới một chuỗi các hành động gồm 4 hoạt động. Thứ nhất là nghe tiếng người gõ cửa. Thứ hai là mở cửa. Thứ ba là bắt gặp bạn cũ. Và thứ tư là cảm xúc của chúng tôi đã qua đi rồi. Thì trong cái ví dụ này, cô cũng chia động từ ở quá khứ đơn hết. Hết là bất quy tắc của cột 2. Answer có quy tắc ED. So là bất quy tắc của cột 2 là chữ C. Và MBA cô để cột 2 là UA. Vậy ở đây, tức là ta có một chuỗi các hành động nối tiếp nhau, hết hành động này rồi đến hành động kia, như vậy liên tiếp xảy ra rồi, xong đâu đấy rồi, cô cũng chia động từ ở quá khứ đơn. Để qua cái ví dụ D này, cô sẽ rút ra kết luận của cách sử dụng thì quá khứ đơn thứ hai như sau. Now, the simple past tense is used to express a series of actions happening in the past. Thì quá khứ đơn được sử dụng để diễn tả một loạt các hành động đã xảy ra trong quá khứ. Như vậy hai ý của thì quá khứ đơn cô vừa đề cập xong. Đến đây cô muốn để cho các em được nhớ lâu thì cô sẽ chuyển sang tiếng Việt để các em dễ sử dụng nhé. Các con chỉ cần hiểu biết và dấu hiệu nhận biết thì chúng ta sẽ làm được ngay thôi. Rồi, cách sử dụng đầu tiên thì quá khứ đơn dùng để diễn tả hành động đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ, không còn liên quan gì tới hiện tại. Và nếu muốn biết được cái ý của nó là rồi và không liên quan tới hiện tại thì các em phải lưu ý cho cô một số các cái trạng từ để chúng ta nhận biết như sau. Đây, trong câu thường có các trạng từ thời gian đi kèm. Last year, last night, last month. Tức là cái chữ last là qua rồi, nó cộng với một mốc thời gian nào đó, như năm ngoái, đêm qua, tháng trước, thứ hai trước, thứ bảy trước gì đó. Thì chúng ta đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái trạng từ yesterday, tức là ngày hôm qua cũng qua rồi. Hoặc là cái chữ ago trong câu. Thường chúng ta có khoảng thời gian đứng trước rồi đến chữ ago. Cô lấy ví dụ cách đây 5 ngày thì chúng ta sẽ để là khoảng thời gian 5 days ago. Cách đây 4 tiếng thì chúng ta sẽ để là 4 hours ago. Hoặc là cái trạng từ thứ tư các em nhận biết nữa, đó là chữ in cộng với một mốc năm nào đó hoặc cái tháng nào đó về trước đây. Cô lấy ví dụ năm 2000 chẳng hạn, in 2000, hoặc là vào tháng 1 chẳng hạn, in January. Như vậy đấy là 4 cái trạng từ để các em nhận biết được là hành động nó đã xảy ra và hoàn tất rồi nhé. Cô nhắc lại này, ta sẽ có chữ last cộng với một mốc thời gian nào đó. Cái thứ hai, ta sẽ có chữ yesterday. Cái thứ ba là các em khoảng thời gian cộng ago. Và cái dấu hiệu thứ tư là in cộng 5 tháng trước đây. Đó là 4 cái các em cần nhớ. Rồi, cái ý thứ hai của nó đó là diễn tả một chuỗi các hành động xảy ra nối tiếp nhau trong quá khứ. Nhớ cho cô nhé, các em xem lại ví dụ D đi. Đây là chuỗi các hành động liên tiếp xảy ra trong quá khứ. Cô vừa mới giới thiệu xong cho các em biết cách sử dụng. Đến đây cô tóm tắt cho các em công thức của quá khứ đơn. Rồi, chúng ta đi cái thứ nhất là thể khẳng định, dấu cộng tượng trưng khẳng định nhé. Ta có chủ ngữ cộng với ED, rồi bất quy tắc thì các em chuyển sang cột 2 cho cô. Cột 2 thì nó không theo một cái quy tắc nào cả, nếu có quy tắc thì mình đi đơn giản rồi. Và cái cột 2 này thì trong quá trình học các thầy cô đã giới thiệu cho các em, hoặc các em phải có thêm cái bảng động từ bất quy tắc, nếu quên thì nhìn vào thì chúng ta biết chuyển đổi động từ. Còn thể phủ định, các em để chủ ngữ cộng với did not, viết tắt là didn't, rồi tới động từ nguyên mẫu.
Thẻ nghi vấn, nếu các em muốn biết thông tin để hỏi thì các em sẽ để W hoặc how trước. Ví dụ là ở nơi nào là where, cái gì là what, khi nào là when, mấy giờ là what time, vân vân. Đó, nếu không có từ để hỏi thì các em bắt đầu câu hỏi yes no thì trợ từ là did cộng chủ ngữ cộng động từ nguyên mẫu. Đấy là công thức ba thẻ, mỗi một thì đều có ba thẻ khẳng, phủ, nghi. Bây giờ cô thêm ba ví dụ nữa để cho các em thấy được cái để củng cố công thức của chúng ta nhé. Number one, A. My dad bought a new car in 2019. Bố tôi đã mua một chiếc xe hơi vào năm 2019. Năm nay chúng ta là năm 21 rồi. Mọi người mua qua xong đấy rồi. Chúng ta có giới từ in cộng với lại mốc thời gian trong quá khứ, năm trong quá khứ này. Động từ từ chữ mua ba nguyên mẫu cô phải chuyển sang cổ thai bất quy tắc là bought. Rồi, đây là câu khẳng định. Cô có ví dụ thứ hai. B. Why didn't do her homework last Saturday? Sorry, last Thursday. Thứ năm vừa rồi Hoa đã không làm bài tập của mình. Như vậy, không làm bài tập, câu phủ định của cô công thức đây. Có Hoa là chủ này, didn't này, rồi do nguyên mẫu đây. Đó, cô có ví dụ thứ ba. Did you miss your teacher 2 days ago? Bạn có gặp thầy giáo cũ của mình cách đây 2 ngày hay không? Vậy cách đây 2 ngày cô có khoảng thời gian cộng ở đâu xong rồi này. Và câu nghi vấn cô mở đầu là yes no thì bằng chữ did ở đây. Chủ ngữ you và động từ nguyên mẫu là meet. Vậy cô vừa mới giới thiệu xong cho các em cái thì quá khứ đơn. Nhớ cô nhắc lại, thì quá khứ đơn, công thức của nó thẻ khẳng chủ cộng ed của khai. Bất quy tắc chủ, xin lỗi, phủ định chủ cộng didn't cộng nguyên mẫu. Thẻ nghi, nếu có từ để hỏi thì chúng ta để từ để hỏi đầu rồi tới did cộng chủ cộng động từ nguyên mẫu. Còn cách sử dụng có hai cái. Một, đó là diễn tả hành động đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ. Thì bốn cái dấu hiệu trạng từ các em cần phân biệt, đó là yesterday, ago, in 5 tháng về trước và last cộng mốc thời gian. Cái thứ hai, nó diễn tả một chuỗi các hành động nối tiếp nhau trong quá khứ. Rồi bây giờ cô chuyển sang cái thì thứ hai các bạn vào cho cô, đó là the past continuous tense, thì quá khứ tiếp diễn. Các em xem cho cô ví dụ sau. Thì quá khứ tiếp diễn nào, ta có ví dụ thứ nhất. My mother was reading newspaper at 20 last night. Mẹ tôi đang đọc báo vào lúc 20 giờ tối qua, tức là tương đương với 8 giờ tối qua. Thì các em thấy trong câu văn của cô này, 20 giờ tối qua là thời điểm cụ thể rõ ràng. Cái thời điểm đó là mẹ đang làm công việc đọc báo. Thì câu văn của cô động từ lúc này cô để quá khứ tiếp diễn. Các em thấy động từ ta để was hoặc were cộng với động từ gắn đuôi in vào. Ta gọi đây là past continuous tense, quá khứ tiếp diễn. Cô có ví dụ B. The students were discussing the topic when the bell rang. Học sinh đang thảo luận về đề tài thì điện thoại reo. Các em lưu ý cái ví dụ B này cô vừa mới rút ra từ cái đề thi tốt nghiệp đại học của các anh chị vào ngày 8 tháng 7 nha các em. Ngày 8 tháng 7 vừa rồi mới nhất đây thôi. Đó, cách đây hơn một tháng thôi. Rồi, các em thấy học sinh đang thảo luận đề tài thì điện thoại reo. Các em thấy ở đây nó phối hợp giữa hai thì. Một cái là các bạn ấy đang làm việc và một cái thì điện thoại reo bất chợt trên nghe. Thì trong cái ví dụ B này cô muốn đề cập tới một cái hành động nó đã đang diễn ra, cái việc thảo luận là đang kéo dài nhé các bạn nhé. Thì cái điện thoại bất ngờ rung lên reo lên thì ta để nó ở quá khứ đơn cho cô, đột ngột trên ngang. Và dường như là cứ cách một năm, thậm chí là không đến một năm đâu thì người ta lại thi vào cái cấu trúc là quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn này nhé các bạn. Nhớ câu văn này thi ngày 8 tháng 7 nhé các bạn. Rồi cô có ví dụ thứ ba. What were you doing at this time last Wednesday? Bạn đã là đang làm cái gì vào cái thời điểm này thứ tư tuần vừa rồi? Như vậy cái thời điểm này
chúng ta xác định được rõ ràng thời điểm này của thứ tư tuần rồi, là ta xác định được cụ thể rồi, thì cái hoạt động đó vẫn đã và đang diễn ra. Ta chia thì quá khứ tiếp diễn. Nhưng có điều đây là một câu hỏi thì các em lưu ý giùm cô, khi là một câu hỏi có từ đề hỏi thông tin thì các em để từ đề hỏi đầu tiên này, rồi tiếp theo các em đảo cho cô trợ từ were hoặc was. Nếu như mà số ít, I, he, she, it, một người, thì ta để cho cô là was, tức là 3 nét thôi. Ví dụ ở A đây 3 nét thôi. Còn nếu như chủ ngữ bao gồm những cái người sau đây, you, they, we, hai người trở lên, thì các em phải để cho cô số nhiều là were. Rồi đến chủ ngữ và động từ cũng gắn cho cô đuôi in. Đó, đó là câu nghi vấn. Từ qua ba ví dụ trên, cô sẽ có thể rút ra kết luận cho cái cách sử dụng của thì quá khứ tiếp diễn như sau. À, cô xin lỗi trả lời câu hỏi các bạn nhé. I was learning English online then. Khi đó tôi đang học tiếng Anh trực tuyến ạ. Vậy qua các cái ví dụ này, cô đưa ra cái thêm một cái ví dụ nữa để các em kết luận luôn cả cái cách sử dụng của thì quá khứ tiếp diễn. Ví dụ thứ tư như sau. My mother was reading a book while my father was watching TV. Mẹ của tôi đang đọc một cuốn sách trong khi cha tôi thì xem TV. Ở đây có hai hoạt động cùng song song diễn ra một lúc. Người mẹ đọc sách, người cha xem TV. Cũng có thể là các bạn thì nước web chẳng hạn, hoặc các bạn chơi game. Như vậy thì đồng thời một lúc có hai hoặc nhiều hành động nó song song diễn ra một lúc, thì khi đó các hoạt động đó đều chia cho cô ở quá khứ tiếp diễn nha các bạn. Các bạn nhìn đây, was reading và was watching đều nằm trong thì quá khứ tiếp diễn hết. Đến đây cô nhắc lại về cái cách sử dụng của thì quá khứ tiếp diễn như sau. Nó gồm có ba ý. Ý một là diễn tả hành động đã đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Nhớ là 20 giờ đêm qua nhé, là xác định. Này, ý thứ hai, nó diễn tả một hành động đã đang diễn ra thì một hành động bất chợt trên ngang, và hành động bất chợt trên ngang đó nó để quá khứ đơn nhé các bạn. Và ý thứ ba, đó là nó diễn tả cái hành động, hai hay nhiều hành động cùng song song diễn ra một lúc. Và các em lưu ý giùm cô cái trạng từ để nó lưu các cái hành động song song, đó là cái liên từ while đây. Đến đây, cô rút ra cho các em cách sử dụng như sau. Cách sử dụng một, hành động đã và đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Ý thứ hai, diễn tả hành động đã đang diễn ra thì một hành động quá khứ đơn khác trên ngang. Nhớ giùm cô nhé, cái hành động đột ngột trên ngang ta phải để quá khứ đơn, cô viết rõ đây này. Và chúng ta muốn xác định được có phải một đã đang diễn ra quá khứ tiếp diễn và một hành động bất chợt trên ngang quá khứ đơn không, thì các em phải lưu ý cho cô cái dấu hiệu nhận biết này. Trong câu thường có các liên từ đi kèm, đó là chữ when hoặc chữ why và s. Rồi chúng ta lưu ý ở cái ý thứ hai này, thường thì cái mệnh đề có chứa liên từ when, ta chia quá khứ đơn tức là đột ngột trên ngang, và cái mệnh đề chứa một trong hai liên từ why hoặc s, nghĩa tiếng Việt là trong khi, thì các em phải chia cho cô quá khứ tiếp diễn. Và nó luôn luôn sau why và s thì phải quá khứ tiếp diễn. Tuy nhiên này, tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ, cái chữ when này đôi khi nó vẫn là quá khứ tiếp diễn chứ không nhất gì và quá khứ đơn, thì nó đòi hỏi cái người học nó phải có được cái kiến thức và hiểu biết và suy diễn xem cái nào là tiến trình kéo dài thì các em để cho cô quá khứ tiếp diễn, còn một cái bất chợt trên ngang thì ta để quá khứ đơn. Cô nhấn mạnh lại một lần nữa cái ý thứ hai, cách sử dụng này dường như nó xảy ra trong các năm rất rất là nhiều, năm nào cũng có nhá. Cuối cùng, cái cách sử dụng thứ ba của thì quá khứ tiếp diễn là gì? Nó có hai hay nhiều hành động song song diễn ra cùng một lúc. Trong câu luôn luôn có liên từ why nối hai hành động đó. Đến đây, cô xin gác lại về cái cách sử dụng của nó. Các em xét cho cô công thức của thì quá khứ tiếp diễn này. Ta cũng chia làm ba thể, thể khẳng, thể phủ và thể nghi. Đối với thể khẳng định, ta có chủ ngữ cộng với were hoặc was cộng với động từ gắn đuôi in cho cô. Nhớ với chủ ngữ là we, you, they hoặc hai người trở lên thì các em để số nhiều were. Còn
I he she ít ít người thì các em để cho cô was ít nét hơn. Còn đối với thể phủ định đơn giản lắm, các em vẫn để như vậy nhưng gắn thêm chữ not sau were và was thôi, động từ cũng gắn đuôi ing. Còn thể nghi vấn, nếu muốn hỏi có từ để hỏi, các em để từ để hỏi lên đầu hoặc câu hỏi yes no thì các em đảo cho cô ngược were hoặc was trước chủ ngữ và động từ thêm đuôi ing. Đó là công thức của ba thể. Cô xin trích cho các em một số ví dụ nữa để minh họa cho cái công thức của chúng ta. Nào các bạn nhìn đây. We were learning English online at 10 yesterday. Chúng tôi đang học tiếng Anh trực tuyến vào lúc 10 giờ ngày hôm qua. Vậy ở đây chúng tôi lúc này cô có chủ ngữ này. Số nhiều, be the word, động từ gắn đuôi ing. Ví dụ thứ hai. She was not working in the office when I called. Cô ấy thì đi với was rồi thêm not là không vào, động từ gắn đuôi ing. Và ở đây cô có mệnh đề trạng ngữ quá khứ đơn bất chợt trên ngang when I called. Ví dụ thứ ba. What was Nam doing at this time last night? Nam đã làm cái gì vào giờ này đêm qua? Giờ này chúng ta xác định đây là thể nghi vấn, cô đảo cái từ để hỏi lên đầu was đứng trước Nam số ít. Cô xin kết thúc cái giới thiệu cái phần lý thuyết của các em ở thì thứ hai. Bây giờ các em chuyển sang cho cô thì thứ ba, the past perfect tense thì quá khứ hoàn thành. Thì quá khứ hoàn thành, các em lưu ý người ta cũng vận dụng cái gì này để chuyển đổi câu văn viết sang trong cái đề thi ngày 8 tháng 7 luôn nhé các bạn. Rồi, các bạn xét cho cô các cái tình huống sau đây. Cô có ví dụ thứ nhất. Peter had been in Vietnam before 2015. Trước năm 2015 thì Peter đã ở Việt Nam, đã đến Việt Nam rồi. Như vậy, cái thời điểm năm 2015 đổ về trước đó là qua đi rồi. Mà bạn ấy đã từng đến rồi. Lúc này động từ của cô chia ở quá khứ đơn. Các bạn nhìn động từ đây, had been. Đó, ta có trợ từ had và động từ hiện tại là am here. Thì lúc này cô phải chuyển sang cột 3 là been nhé các bạn. Có ví dụ thứ hai. Hoa hadn't done her homework by last Monday. Tính tới thứ hai vừa qua, Hoa vẫn chưa làm xong bài tập của mình. Vậy tới một cái mức thời điểm nào đó trong quá khứ mà cái hoạt động đó nó vẫn chưa xảy ra. Động từ thể phủ định cô để như sau. Had not, viết tắt là hadn't, rồi đến cột 3 của do là done. Đó, đây ta gọi là past perfect tense, quá khứ hoàn thành. Xét cho cô thêm một ví dụ nữa. C. Had you phone Nam before you went out? Bạn đã điện cho Nam trước khi bạn ra ngoài có đúng không? Cái hoạt động bạn ra ngoài là cũng xong rồi. Và cái điện hoạt động điện trước đó còn xảy ra trước đó nữa cơ. Thì cái hoạt động trước một thời điểm trong quá khứ, cô chia ở quá khứ hoàn thành đây. Đó. Qua ba ví dụ. Thì đến đây cô có thể kết luận cho các em biết cách sử dụng của thì quá khứ hoàn thành như sau. Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả hành động đã xảy ra trước một thời điểm hay một hành động khác trong quá khứ. Các em lưu ý nhé, cái quan trọng nhất người ta nói là trước này, trước một hành động hoặc một thời điểm trong quá khứ. Trong câu thường có các cụm trạng từ hay mệnh đề đi kèm. Các em có thể sử dụng cái cụm trạng từ thì có hai cái giới từ by hoặc before cộng với một mốc thời điểm trong quá khứ, ta gọi là cụm trạng từ. Hoặc là các em sử dụng cái mệnh đề trạng từ, ta có cái liên từ là when hoặc by the time, thậm chí cái before trên ta gọi là giới từ nhưng ở dưới mệnh đề ta gọi là liên từ nhé các bạn nhé. Phân biệt chúng cô, giới từ thì đứng trước danh từ, cụm danh từ hoặc verb in. Còn liên từ thì nó phải đứng trước một mệnh đề bao gồm có chủ ngữ và động từ chia, ta gọi là mệnh đề nhé các em. Đó, ba cái liên từ này đứng trước một cái mệnh đề và cái mệnh đề đó nó phải ở quá khứ đơn. Hoặc là các em có thể sử dụng một cái liên từ khác, đó là after rồi cộng với lại chủ ngữ, thì lúc đó mệnh đề trong cái liên từ after này nó phải chia quá khứ hoàn thành hết cộng với ed, có quy tắc, bất quy tắc là cột 3.
Vậy trong cái trường hợp thì quá khứ hoàn thành này nó chỉ có một khái niệm cách sử dụng thôi. Các em học cho kỹ và nhớ dấu hiệu nhận biết cho kỹ dùm cô. Và qua đây cô đi đến cái phần công thức của nó. Nào, công thức cũng ba thể: khẳng, phủ và nghi. Thể khẳng định, ta có chủ ngữ cộng với trợ từ head và động từ cô để past participle, tức là quá khứ phân từ. Thế nào là quá khứ phân từ? Cô viết tắt thì cho P2 là past participle nha các em, quá khứ phân từ. Tức là có quy tắc thì các em chỉ việc thêm ED, mà bất quy tắc thì chúng ta phải học thuộc theo cái bảng động từ bất quy tắc, tức là cột 3 thôi. Còn đối với thể phủ định cũng rất là đơn giản, các em chèn not vào sau trợ từ head cho cô. Đó, viết tắt của head not là hidden. Và động từ chúng ta vẫn để ở cột 3 ED. Còn thể nghi vấn, nếu các em muốn biết thông tin thì các em đặt từ để hỏi ở đâu. Còn nếu không là câu hỏi yes no, đúng sai thì các em đưa trợ từ head lên tới chủ ngữ và động từ để cột 3 ED. Cô cung cấp thêm 3 ví dụ nữa để cho các em thấy được cái cách sử dụng của nó này. Nào, một, she had lived in the north before she came to Vũng Tàu. Cô ấy đã sống ở miền Bắc trước khi cô đến Vũng Tàu. Sống ở miền Bắc trước, đến Vũng Tàu sau. Thì cái hành động xảy ra trước nó ở quá khứ hoàn thành. Cái hành động xảy ra sau quá khứ đơn. Và các bạn nhớ cùng cô nhé. À, chúng ta có thể nhớ trong đầu nôm na phối hợp giữa quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành này. Có hai hoạt động ở quá khứ. Cái nào xảy ra trước quá khứ hoàn thành, cái nào xảy ra sau quá khứ đơn. Rồi ví dụ thứ hai cho cô nào. I hadn't visited Singapore by 2018. Tính tới năm 2018, tôi vẫn chưa đến thăm được Singapore. Vậy ở đây cô có giới từ by cộng với mốc thời gian trong quá khứ và động từ để phủ định hadn't visited. Cô có ví dụ thứ ba. Has she finished his work when you came to his office? Anh ấy đã hoàn tất công việc của mình khi mà bạn đến văn phòng có đúng không? Đây là câu hỏi yes no, cô bắt đầu bằng chữ hết này, trợ từ he này, động từ của cô để cột 3 ed. Như vậy cô vừa mới giới thiệu cho các em phần lý thuyết cũng giống như là công thức cách sử dụng minh họa của ba thì trong quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành. Bây giờ cô xin ghép khép lại cái phần lý thuyết đây, chuyển sang phần thực hành cho cô nhé các bạn. Cô có hai dạng bài tập. Bài tập thứ nhất đó là phần tự luận. Trong cái bài tập tự luận này cô có 15 câu thì cô sẽ làm mẫu cho các bạn 5 câu. Còn 10 câu thì các em phải chép vào trong vở bài tập. Đó là làm bài ở nhà để củng cố kiến thức các em đã học ngày hôm nay nhé. Rồi, cái slide này cô gồm có 4 câu. Các bạn xem ví dụ thứ nhất nào. Almost everybody live... by the time we arrive. Như vậy, chúng ta chia hai vế. Vế thứ nhất đó là rời đi, và vế thứ hai là vào lúc mà chúng ta đến. Thì các em nhớ lại cái cách sử dụng lúc nãy cô có cung cấp rồi. Ở đây là cái việc chúng ta đi trước, mọi người đi trước rồi chúng ta đến sau. Thì cái hành động đi trước này phải để quá khứ hoàn thành. Lúc này động từ của cô là had left, cột 3 của nó là chữ left. Và động từ đến sau, liên từ by the time, lúc này cô đi với quá khứ đơn, đó là thêm ed vào. Ví dụ thứ hai, the teacher asked the boy why he not do his homework. Cô giáo đã hỏi cậu bé tại sao cậu ấy không, vẫn chưa làm bài tập của mình vậy. Thế cái hoạt động chưa làm là phải xảy ra trước, còn các cô hỏi sau đó thì các em thấy động từ ta để quá khứ đơn rồi. Vì vậy lúc này động từ chưa làm ta phải để thể phủ định của quá khứ hoàn thành, đó là had done, done. Xếp tiếp cho cô câu số 3. Why don't read a book? Emily watch a documents on TV. Trong lúc Tom đọc sách, Emily xem tài liệu, xem phim tài liệu trên truyền hình. Vậy ở đây chúng ta thấy xuất hiện liên từ why này. Và có hai hoạt động, người này thì đọc sách, người kia thì xem phim tài liệu. Hai hành động cùng song song thì nó rơi vào cái thì quá khứ tiếp diễn hết. Đều nằm quá khứ tiếp diễn. Đáp án của cô phải là was reading. Và vế sau là was watching. Ta xếp cái câu số 4. Marvin come home
switch on the computer and check his emails. Ở đây chúng ta thấy có ba hoạt động liền. Một, về nhà này. Hai, mở máy tính lên này. Ba, kiểm tra cái hộp thư của mình. Vậy ở đây chúng ta thấy nó lần lượt xảy ra, nó giống như một chuỗi các hành động, cái này nối tiếp cái kia. Nó rơi vào cái thì đầu tiên chúng ta học hôm nay, đó là quá khứ đơn. Vậy lần lượt cô sẽ để thẻ khẳng định của nó bằng cách là cột 2 là came. Và động từ switch này có quy tắc thì thêm ed. Và động từ check cũng có quy tắc thêm ed. Rồi cô sẽ tiếp thêm một cái câu nữa cho các em. Câu số 5. After she finished her work, she go to the cinema. Có hai hành động. Một là hoàn tất công việc trước. Và hành động thứ hai đó là đi xem phim. Thì ở đây các em thấy xuất hiện cái liên từ after. Như lúc nãy cô nói rồi, khi mà có liên từ after thì chúng ta phải chia quá khứ hoàn thành vì hành động xảy ra trước nhá. Đáp án của cô phải là had finished ed. Và đi xem phim sau, ta để quá khứ đơn. Cột 2 của chữ go là went. Cô đã làm mẫu 5 câu ở bài tập số 1. Bây giờ chúng ta còn lại 10 câu từ số 6 cho đến số 15. Các em sẽ phải chép vào làm trong vở bài tập của mình và sau đó chụp hình gửi cho thầy cô để thầy cô chấm bài cho các em. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái dạng bài tập thứ hai nữa. Rồi, decide to choose the best answer to each sentence below. Hãy chọn cái câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu dưới đây. Thì trong bài tập số 2 này, cô cũng bao gồm có 15 câu và 5 câu đầu cô làm cho các bạn. Còn 10 câu sau thì phần bài tập các em cũng phải làm luôn. Bây giờ cô sẽ bắt đầu từ câu số 1 này. We A. Plants. B. Were planting. C. A. Planting. D. Have planted flowers in the garden. When it started to rain. Các em lưu ý cho cô có chữ when started. Đây là cái mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Khi trời bắt đầu đổ mưa, bất chợt thình lình trên ngang. Vậy cái hành động mà trồng hoa ở trong sân trường, trong vườn trường đấy là cả một tiến trình kéo dài. Ta phải kết hợp của giữa quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn. Đáp án của cô là B, quá khứ tiếp diễn, were planting. Đây là cái câu mà được cô trách ra cũng trong một cái đề thi của ngày 8 tháng 7 vừa rồi nha các bạn. Tại vì có bốn cái nội dung đề khác nhau thì do đó là nó có bốn câu khác nhau. Các em phải làm phần này rất là kỹ vì cô chèn vào đây thêm hai ví dụ khác nữa rồi đấy. Rồi câu số 2. When I looked round the floor, the door, the baby. A. Is sleeping. B. Slept. C. Was sleeping. D. Was sleeping quietly. Khi tôi nhìn qua cửa, em bé đang ngủ rất là ngon lành. Như vậy cái động tác nhìn này là cũng đột ngột trên ngang. Thế còn em đang say sưa ngủ là tiến trình quá khứ tiếp diễn. Và động từ lúc này cô phải chia là were sleeping, say. Test câu thứ 3 cho cô. Jane, A, left. B, has left. C, leaves. D, had left. Just a few minutes ago. Các em thấy ở đây cô có trạng từ a few minutes ago. Đây là dấu hiệu của quá khứ đơn. Vị xét thấy 4 đáp án ở trên. Đáp án của cô A là quá khứ đơn, cột 2, left. Còn B hiện tại hoàn thành, C hiện tại đơn và D quá khứ hoàn thành không được. Mời các bạn chuyển tiếp cho cô sang câu số 4. What time? A. Did you get? B. Are you getting? C. Have you got? D. Do you get to work this morning? Các em có trạng từ this morning. Mấy giờ thì bạn đi làm sáng nay? Cái thời gian nó qua rồi, xong rồi, bây giờ nửa buổi sáng hoặc là gần trưa rồi, cái hoạt động nó xong đâu đấy rồi thì các em phải chia cho cô quá khứ đơn. Và thẻ nghi vấn đáp án của cô là did you get. Rồi, xét cho cô thêm ví dụ nữa, cuối cùng là số 5 nào. When I, A, C, B, was seeing, C, saw, D, had seen him, the man was running away. Khi tôi nhìn thấy anh ấy thì anh ấy đang bỏ chạy. Như vậy cái hành động đã đang bỏ chạy cả một tiến trình ta chia ở quá khứ tiếp diễn rồi. Thì cái hành động bất ngờ, bắt gặp, ta phải chia quá khứ đơn vì có cái liên từ when đây. Đáp án của cô lúc này là C, saw.
Vậy cô đã làm mẫu cho các bạn 5 câu ở bài tập số 2 rồi, còn 10 câu còn lại từ số 6 cho đến 20. Thì cô yêu cầu các em phải chép bài và làm ở nhà, làm phần bài tập và nhớ chụp hình gửi cho các thầy cô của mình để các thầy cô chấm điểm, cho điểm thường xuyên các em nhé. Rồi, cô xin khép lại cái bài tập của mình ở đây và hẹn gặp lại các em trong giờ sau. Chúc các em học rất là tốt và trong thời dịch này cô làm.